Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp địa hình của XDS mang model Sandan 500. Và mẫu xe mà có hình cao mà giá cực kỳ rẻ của dòng XDS và dòng Sandan được các bác săn đón rất là nhiều trong thời gian gần đây. Trang bị bộ chuyển động Shimano Atus với 9 lít 3 đĩa, một bánh 26 inch khung nhôm, nước sơn nguyên bản, xe em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Và bộ đồ là còn là zin, rất gần tật 100%. Và giá bán tại cửa hàng chỉ có là 4.800.000. Mà các bác trong cái tầm giá này, các bác đã tìm được một chiếc xe thương hiệu XDS và thương hiệu cũng rất là tốt trong cái tầm giá rồi. Sandra 500, mua đồ xe có lên cao giá rẻ của dòng XDS. Đùi đạp nguyên zin này. Chạy bộ chuyển động Shimano Atus của hình đã rất là cao. Atus 9 tầng lip và 3 tầng đĩa. Xe có 27 tốc độ khác nhau. Xe thì ngoại hình của chiếc xe có thấy có cái độ mới nó rất là cao. Họ đánh giá cái độ mới của chiếc xe này cũng phải hơn 90% độ mới. Trang bị phanh đĩa cơ và mêu dây tích đi vòng. Để phần video của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Sandan với 9 số hay là 3 số và bộ phanh cơ của VinDP. Nếu sắp vào to size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Xe sẽ buộc các bác đi từ khoảng 1m 63-64 đến khoảng 1m 75 phù hợp.